Hi Duyên, đây là bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô bức tranh con bọ cạp. Và ok, giờ mình sẽ bắt đầu thôi nhé. Mình sẽ tô con bọ cạp có màu tím. Ok, em biết ý nghĩa của sống bức tranh của mình rồi. Video của mình cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.